Thưa quý vị, Việt Nam hiện đang ngày càng tới gần hơn với mục tiêu bình đẳng giới toàn diện. Trong đó thì bình đẳng giới trong gia đình là một phần cốt lõi để xóa bỏ những vấn nạn của xã hội, bao gồm bạo lực gia đình. Sự thấu hiểu, cảm thông và cùng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc và là tiền đề để xây dựng một xã hội bình đẳng tiến bộ. Gia đình anh Hoàng Minh Khương là thành viên câu lạc bộ Làm Cha Là Thế. Câu lạc bộ được thành lập dựa trên nhu cầu của các ông bố với sự điều phối của Trung tâm Trẻ Em và Phát Triển. Khi tham gia vào cộng đồng này, những thành viên đều được trang bị các kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy và chăm sóc con cái trong bối cảnh xã hội hiện đại. Là một người cha, anh Khương không ngại cùng vợ chia sẻ những công việc trong gia đình, bởi anh hiểu được rằng công việc ngoài xã hội hay công việc gia đình đều có những khó khăn nhất định, và việc mỗi thành viên có trách nhiệm cùng nhau san sẻ những khó khăn đó sẽ góp phần xây dựng một môi trường gia đình bền chặt và hạnh phúc. Công việc nhà nói chung thì hai vợ chồng mình sẽ là san sẻ với nhau, chứ không phân chia rõ ràng công việc vợ phải là người ở nhà và làm công việc nhà. Và bây giờ thì phụ nữ hiện đại ngày nay thì vợ, chị em phụ nữ cũng đi ra ngoài rất là nhiều, có những công việc ngoài xã hội. Thế nên là mình sẽ là người hỗ trợ vợ mình trong những lúc mà vợ có những công việc ở bên ngoài, chứ không phải là vợ sẽ là người làm hết những công việc trong gia đình. Không chỉ anh Khương mà các thành viên trong gia đình đều có quan điểm cởi mở về vấn đề này. Vậy nên dù gia đình anh hiện có 3 thế hệ chung sống nhưng đều tìm được tiếng nói và cùng hỗ trợ nhau gánh vác trách nhiệm gia đình. Kể cả là con gái mà cũng thế, mà kể cả là con dâu thôi, con rể bây giờ cũng thế, mà con dâu bây giờ cũng vậy. Thì vợ chồng là nó phải là hai vợ chồng là phải tương thân tương ái cho nhau, phải giúp đỡ, phải hỗ trợ. Chúng tôi cũng vẫn phải nên khuyên cháu rằng là các cháu là bây giờ đây là nếu như công việc thì hai vợ chồng đều phải đi ra ngoài công việc, đều phải đi kiếm tiền cả. Thế về nhà thì công việc chung trong gia đình đấy, thì nếu như mà vợ khỏe thì vợ sẽ làm việc những cái việc mà làm được, chồng khỏe thì chồng phải đỡ cho vợ những cái việc vợ không làm được. Đấy. Thế còn về cái vấn đề gọi là công việc chung trong gia đình, con cái cũng như là sinh hoạt trong gia đình này, thì hai vợ chồng đều phải chia sẻ cho nhau. Tất cả mọi cái là đều phải hướng đến là một gia đình gọi là bình đẳng, hạnh phúc. Khác với gia đình trẻ của anh Khương, mái ấm của gia đình ông Nguyễn Vũ Lân đã được vun đắp hơn 20 năm nay. Lý do để gia đình ông luôn có sự gắn kết và hòa hợp là nhờ sự thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông giữa cha mẹ và con cái. Trong gia đình ông không phân chia áp đặt ai phải làm việc gì và mỗi cá nhân đều được làm những việc phù hợp với khả năng và có thể san sẻ cho nhau. Nhờ đó không có thành viên nào phải chịu áp lực một phía về trách nhiệm gia đình hay trách nhiệm xã hội. Con cái cũng được rèn luyện những kỹ năng sống ngay từ khi còn bé để cùng hỗ trợ cha mẹ cũng như có khả năng tự chăm sóc bản thân khi trưởng thành. Vì thực tế là có những người lúc bận, lúc rỗi. Cho nên là những người mà được rỗi mà ngoài giờ làm việc ra, ngoài ra thì sẽ có thể càng đáng việc người khác. Tất nhiên là các cháu thì sẽ làm việc nhỏ hơn. Thì bố mẹ thì hỗ trợ các cháu khi học hành, còn ngược lại khi bố mẹ đi làm thì các cháu tự lo và hỗ trợ bố mẹ công việc nhà cho nó đảm bảo, không phân biệt là việc của con trai hay con gái. Thế mà các cháu là phải làm những việc mà nó trong khả năng của mình. Tất nhiên là cuộc sống thì kỳ vọng mình thì kỳ vọng nó nhiều, nhưng mà cũng phải tâm sự với các con xem là nó có sở thích gì, có năng khiếu cái gì. Thì mình cảm thấy mà cái sở thích năng khiếu của con nó phù hợp với cả cái thứ nhất là cái xã hội, pháp luật, thứ hai là nó đúng đắn mà mình cảm thấy có lợi cho con thì mình cũng sẽ động viên phấn đấu ủng hộ nó. Chuyên ngành xây dựng thường được nam giới lựa chọn nhiều hơn, nhưng khi thấy con gái mình lựa chọn học đại học về lĩnh vực này, gia đình ông Lân hoàn toàn ủng hộ quyết định của con mình, bởi vốn không có công việc và ngành nghề nào chỉ nam hay nữ mới làm được. Mà công việc được lựa chọn phù hợp với năng lực cá nhân, khả năng chuyên môn cũng như niềm đam mê với nghề sẽ giúp các con cảm thấy tự tin trong công việc sau này, từ đó có được hạnh phúc trong cuộc sống. Đầu tiên thì cũng nhiều người hỏi lắm là tại sao con gái lại học cái ngành xây dựng này. Thì bình thường là họ nghĩ là đây là ngành khá là nặng về kỹ thuật, tính toán.
Cho nên là các bạn nam thì thường là có cái sự logic cao hơn thì phù hợp với cái ngành này hơn. Nhưng mà không phải đâu ạ, kiểu bọn con gái bọn em thì nhiều người cũng rất là thích và đam mê với những cái ngành như thế này. Bố mẹ em luôn ủng hộ những cái dự định của bọn em, cho nên là bọn em luôn cảm thấy tự tin và dám suy, dám nghĩ, dám làm những cái điều mà ví dụ như là ví dụ em họ chọn ngành này, nếu mà bố mẹ em không ủng hộ thì em cũng kiểu bị chần chừ ấy ạ. Đấy, nhưng mà bố mẹ em luôn ủng hộ em cho nên em luôn tự tin và có thể đạt được nhiều cái ước mơ của mình hơn. Việc nội trợ, những công việc không tên, xưa nay vẫn được xã hội gán trách nhiệm lên người phụ nữ nhiều hơn nam giới. Theo các chuyên gia, chính quan niệm đó sẽ làm chênh lệch khả năng và mức độ cống hiến của các giới, từ đó làm gia tăng bất bình đẳng giới trong xã hội. Việc nhà không phải là việc của bất kỳ một ai, một phía nào, mà là việc chung của tất cả mọi người, của tất cả các thành viên trong gia đình. Đấy là việc thông điệp đầu tiên. Thông điệp thứ hai là việc nhà, tất cả mọi công việc trong gia đình hay ngoài xã hội thì đều đáng trân quý, bao gồm cả việc nhà và các công việc tạo ra thu nhập. Nếu chúng ta có thể thúc đẩy được hai cái thông điệp đó ấy, thì thực sự là nó có thể thay đổi, có xóa bỏ những cái định kiến, những cái khuôn mẫu giới, khiến cho cả nam và nữ đều có cái cơ hội phát triển như nhau, đều có cái cơ hội cống hiến và được sống đúng với cái năng lực và khát vọng của mình. Một xã hội hạnh phúc là xã hội có nhiều gia đình hạnh phúc, và một gia đình chỉ có thể hạnh phúc khi có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy, việc mỗi cá nhân cùng san sẻ công việc, trách nhiệm trong gia đình sẽ đưa mục tiêu bình đẳng giới tới gần hơn trong tương lai.